tâm để cho Phạm Ngọc Cảnh. Phạm Ngọc Cảnh cũng đang rất bực tức, rất buồn, và có lẽ trái tim của Phạm Ngọc Cảnh bây giờ. Cảnh bây giờ đã vỡ vụn hàng trăm lần rồi. Hai trận thua liên tiếp trong hai sự kiện 14, 16. Nỗi buồn của Phạm Ngọc Cảnh. Tại sự kiện LC16, nơi Phạm Ngọc Cảnh sẽ đối đầu với Phan Thanh Tùng. Trận đấu đầy tai tiếng, hai võ sĩ sẽ đấu với nhau một trận đấu lại. Khi ở trận đấu trước, Phạm Ngọc Cảnh vừa đang xuất hiện trên màn hình của quý vị đã phạm lỗi đẩy trỏ khi chống tư thế nằm với Phan Thanh Tùng, vận động viên đến từ Agoga. Đây là Phan Thanh Tùng của đội AVG vừa được đánh rất nhiều về đội Phạm Ngọc Cảnh. Và bây giờ là lúc Phan Thanh Tùng cho đấy mình có khả năng thắng được Phạm Ngọc Cảnh một cách danh chính ngôn thuận. Và hai trận tâm điểm của sự kiện LC16, chúng ta đã nói quá nhiều về cái lỗi của Phạm Ngọc Cảnh. Phan Thanh Tùng cũng đã chê trách rất nhiều lỗi của người đồng nghiệp của mình, và bây giờ là lúc Phan Thanh Tùng phải chứng minh cho khán giả mình sẽ thắng Phạm Ngọc Cảnh một cách danh chính ngôn thuận. Và Phạm Ngọc Cảnh sẽ phải chứng minh lỗi của mình tại sự kiện trước là vô ý. Và bây giờ là sự xuất hiện của Phan Thanh Tùng sẽ đối đầu với Phạm Ngọc Cảnh tại sự kiện tiếp theo là LC16, trận đấu live của hai võ sĩ ở hạng cân 56 kg, người số 1 và người số 9 đến từ võ đường Liên Phong. Phạm Ngọc Cảnh người số 9 sẽ đối đầu với Phan Thanh Tùng người số 1 trên bảng xếp hạng của AFC Cup Series. Chúng ta mới có một trận đấu ngoài trận này khi cả hai võ sĩ dùng hết 3 hiệp. Chiến công đã báo quá nhiều với Phạm Ngọc Cảnh rồi, và bây giờ là lúc hai của chúng mình đây chỉ là vô ý. Phan Thanh Tùng phải cho người ta thấy anh có thể thắng được Phạm Cảnh một cách tranh chính ngôn thuận, không chỉ qua những câu từ trên mạng xã hội. Cũng là những cái nhân mạnh của Phạm Cảnh báo trò cung trò đối với võ sĩ đối với võ đồng như vậy. Và chúng ta sẽ cần đến món ngon. Và bây giờ sẽ là trận đấu xuất sắc ở trong buổi tối hôm nay, trận đấu của Phạm Ngọc Cảnh đối đầu với Phan Thanh Tùng tại sự kiện LC16. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên của Phạm Ngọc Cảnh và Phan Thanh Tùng. Những cái like của Phan Thanh Tùng đã được gửi tới với Phạm Ngọc Cảnh. Đặt chích ngang của Phạm Ngọc Cảnh, sự mở đầu vô cùng tự tin, những cú đấm rất nặng của hai võ sĩ. Liên tục là sức ép của Phạm Ngọc Cảnh với người Thanh Tùng bắt được chân hơn. Và bây giờ là lúc khả năng di sử, khả năng địa chiến của Phan Thanh Tùng sẽ lên tiếng ở trong trận đấu này. Móc tay của Phạm Ngọc Cảnh ở chân của Phan Thanh Tùng rồi. Vẫn là những kiểm tra của Phạm Ngọc Cảnh bắt đầu tốt, vẫn chưa có thể có được phun mang, vẫn chưa thể ngồi lưng bụng.
đua trận đấu địa chiến và cũng như Phạm Ngọc Cảnh sẽ tìm cách để đưa trận đấu của mình về sở trường của anh là sự trái tim. Đánh nằm rất bất ngờ khi cái đầu bạc của Phạm Ngọc Cảnh đã vùng lên những cú đấm rất mạnh của Phạm Ngọc Cảnh và đầu của Phan Thanh Tùng. Và bây giờ là lúc Phạm Ngọc Cảnh vùng lên, hai võ sĩ liên tục đổi các tư thế khác nhau. Và bây giờ là Phan Thanh Tùng nằm trên vẫn chưa thể được lấy được lượng của Phạm Ngọc Cảnh. Phạm Ngọc Cảnh giữ chân rất chặt. Có một tình huống phải đứng dậy của Phan Thanh Tùng rồi. Rất đẳng cấp khi Phạm Ngọc Cảnh đang chống cọi khá tốt đối với Phan Thanh Tùng. Sở trường có một tình huống muốn làm chân và bây giờ là ASC Rui đang chọc. Liệu Phạm Ngọc Cảnh có cơ hội không? Vẫn còn cơ hội cho Phạm Ngọc Cảnh khi đưa đầu ra được. Vẫn là cái tay của Phan Thanh Tùng lòng vào trong cổ của Phạm Ngọc Cảnh. Chân nữa. Truyền đông tại là rất tiếc với Phạm Ngọc Cảnh, rất đáng thương cho Phạm Ngọc Cảnh khi anh phải chịu quá nhiều đối mất thức hai lần trong hai sự kiện, hai chiến thắng ở hiệp thi đấu thứ nhất trong anh và Lê Quang Ám Ba với Đào Hồng Sơn là Ám Ba đứng với Phạm Ngọc Cảnh và với Phan Thanh Tùng là Ám Ba nằm. Gương mặt đầy đáng thương của Phạm Ngọc Cảnh rất tức giận. Đến bao giờ Phạm Ngọc Cảnh mới thoát khỏi sự xiềng xích của Ám Ba đây? Bao giờ Ngọc Cảnh mới có chiến thắng tuyệt vời? Và cũng phải là một chiến thắng xứng đáng cho Phan Thanh Tùng. Phan Thanh Tùng đã có câu trả lời sắc bén nhất về khả năng của mình. Xin chúc mừng